Xin chào các anh chị và các bạn, tôi là Đức ACT, thành viên của công ty cổ phần kiến trúc BNI. Thì hôm nay chúng tôi đang có chuyến về khảo sát thiết kế một cái ngôi nhà 2 tầng mái Nhật cho gia đình anh Hưng, chị Hằng tại thôn Thuận An, xã Việt Thuận, Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Thì chúng tôi thì cũng đã gần đến nơi chỗ nhà anh Hưng rồi. Thì xin hẹn gặp lại anh chị ở cái vị trí khuôn đất mà chúng tôi khảo sát thiết kế cho gia đình anh Hưng nhé. Rồi, ok, thế vậy thì thế này. Anh đây là anh trai mình, wow. Anh đại diện luôn. Dạ. Có gì thì thông qua anh. Vâng, quần anh thì bên của nó cứ thông qua là anh, ok. Vâng. Bếp. Dạ. Nhưng mà làm sao là nuôi cái phòng khách này ấy, nó rơi vào tầm từ 25 cho đến 27 mét. Dạ. 30 mét đổ về nhá. Vâng. Còn là cái phòng bếp này đấy, nó tùy các bạn bố trí không gian. Và hai nữa là sau này ở toàn bộ khu bếp và khu phòng khách này sẽ đóng thạch cao nữa. Đây toàn bộ đây. Toàn bộ đây. Cái ao này mình kia. Tất cả cả này cũng là nhà chất luôn. Tự toàn bộ đây luôn. Đây là cái vị trí mình đang đứng này, đây cái nhà mình đây, đứng đây. Thì là sau là chị sẽ làm cái nhà là ở cái vị trí mình quay hướng là thế nào, thế này. Bên trái. Thì nó đây nó sẽ quay như này. Đấy. Thì đây là cổng vào đây mà, nó đúng như này luôn. Thì nó ở bên dưới trái này. Cái vị trí nhà sau thì đặt là ở sát vào đây luôn. Đúng cái nhà. Ừ, đúng vào cái nhà này luôn. À, chị cho em xin tên. Có điện thoại hả? Tên của hả? Anh. Vâng. Anh chị. Người Đỗ Thị Hằng. À, Dương Đình Hưng. Ờ, Đỗ Thị Hằng, vợ là Đỗ Thị Hằng. Thế số điện thoại mình. Vâng. Thôn Thuận An. Hai tầng mấy nhập nó không phải hai tầng mấy nhập, tầng rồi 5 phòng. Hai phòng ở dưới, 3 phòng ở trên, phòng thờ. Con ra đây con. 58. Thì nó cũng tương đối như là. Đúng rồi, nó tương đối mà nhưng mà 7 mét. Ghé giỏi lắm, chị Mai ghé được con gà con vịt ra tường ấy. Dạ vâng. Rồi cái đấy cho anh yên tâm mà. Vâng. À. Vâng, cái này thì em vừa đo hướng nhà anh ấy là 146 độ, tức là nhà anh là hướng đông nam anh ạ. Đấy thì cái tuổi của anh thì lúc mà anh em thiết kế thì sẽ đặt theo cái tuổi của anh cũng như là cái hướng dựa vào cái hướng em vừa đo đấy. Đấy thì cái đấy thì anh yên tâm. Vâng. Ở đây chính là cái vị trí khuôn đất mà chúng tôi về khảo sát thiết kế cho gia đình nhà anh Hưng. Thì cái khuôn đất của nhà anh thì rất là rộng ở cả phía đằng sau này nữa. Đấy, thì cái vị trí mà nhà anh muốn xây dựng đó là ở trên cái vị trí của nhà cũ này. Thì sau anh sẽ phá toàn bộ cái này đi và xây dựng cái nhà mới ở đây. Thì anh mong muốn là sẽ có hai sảnh. Thì một sảnh chính là quay ra cái hướng là 146 độ đông nam. Đấy, và sảnh phụ thì ở bên này.
Thì anh chị thấy là chúng tôi đã đo các cái hướng hướng chính nha, rất là đầy đủ đúng không ạ? Và khi mà chúng tôi thiết kế và chúng tôi bố trí các cái phòng công năng ấy, thì chúng tôi sẽ kết hợp giữa cái tuổi của gia chủ cũng như là những cái hướng mà chúng tôi đo được này để mà bố trí các cái phòng cho nó hợp lý nhất. Đấy, cũng như là anh chị thấy là các cái vị trí về cấp điện, cấp nước này, để chúng tôi định vị rất là rõ ràng, thoát nước này, rồi những cái kích thước của ngôi nhà và đặc biệt là những cái mong muốn của anh chị thì chúng tôi cũng sẽ ghi chú và lưu ý lại ở trong cái thông tin thiết kế mà chúng tôi về khảo sát. Thì khi mà chúng tôi giao những cái thông tin cho kiến trúc sư lên phương án thiết kế thì anh em cũng sẽ lưu ý những cái mong muốn của anh chị và cũng như là những cái lưu ý của anh chị để làm sao mà chúng tôi thiết kế nó phải đáp ứng được đúng cái nhu cầu, cái mong muốn, cái sở thích riêng của gia đình anh chị. Thì chúng tôi hoàn toàn sẽ đảm bảo được tất cả các cái yếu tố đó. Nếu như anh chị nhờ bên công ty kiến trúc bên thì chúng tôi thiết kế thì chúng tôi cũng sẽ luôn luôn phục vụ anh chị một cách nó tận tình, chu đáo, chuyên nghiệp, giống như là những cái gì mà chúng tôi đang phục vụ các khách hàng, cũng như là giống như là nhà anh Hưng đây. Thì anh chị cùng chờ đợi cái sản phẩm mà chúng tôi thiết kế cho gia đình nhà anh Hưng nhé.